Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Sáng ngày 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và một số nội dung quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho trên 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các phòng ban liên quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, cán bộ làm công tác lao động thương binh xã hội, công tác văn hóa, trưởng các xóm. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Trần Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình. Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn công tác chuẩn bị lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, quy trình thực hiện, một số lưu ý khi lập mẫu biểu, hướng dẫn một số quy định về quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế, giới thiệu những điểm thay đổi trong luật số 46 sửa đổi, bổ sung một số điều luật bảo hiểm y tế. Theo đó, từ nay, 100% hộ gia đình phải kê khai đầy đủ chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, làm cơ sở, quản lý theo dõi người tham gia bảo hiểm y tế. Ủy ban Nhân dân xã cử cán bộ tổng hợp rà soát và nhập thông tin vào phần mềm quản lý, phân loại đối tượng theo danh sách kê khai người đang tham gia bảo hiểm y tế và danh sách kê khai người chưa tham gia bảo hiểm y tế chuyển đến bảo hiểm xã hội huyện. Từ đó, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện phân loại tổng hợp theo từng loại đối tượng. Từ năm 2016 trở đi, hàng tháng khi có biến động tăng giảm, các thành viên tham gia bảo hiểm y tế các hộ gia đình có trách nhiệm lập các biểu mẫu quy định gửi Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn, tổng hợp và chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc tăng giảm thẻ bảo hiểm y tế kịp thời theo quy định. Việc triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế nhằm hướng dẫn và tổ chức cho các hộ gia đình kê khai đầy đủ các thành viên trong hộ đã tham gia và chưa tham gia bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi trong quá trình quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động các thành viên chưa tham gia nhận thức đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của mình, từ đó tích cực tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020. Sáng ngày 3 tháng 10 tại xã Lũng Vân đã tổ chức lễ ra mắt Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng 5 xã vùng cao Nam Sơn, Bắc Sơn, Ngổ Luông, Lũng Vân quyết chiến. Tới dự có đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Xuân, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Hòa Bình cùng các đồng chí trong Ban Liên lạc Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh huyện. Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng 5 xã vùng cao huyện Tân Lạc gồm 49 hội viên. Đây là tổ chức hội tập hợp những đồng chí đã từng công tác hoạt động chiến đấu tại Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh và các đồng chí công tác hoạt động cho lĩnh vực liên quan đến giữ gìn phát huy truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh. Ban Liên lạc là tổ chức tự nguyện nhằm tập hợp hội viên để động viên chia sẻ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Bộ đội Cụ Hồ cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và logo Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh của Trung ương Hội cho 49 hội viên cụm 5 xã vùng cao. Vừa qua, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão xã Mãn Đức đã tổ chức diễn tập phòng chống lũ bão khắc phục thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình đã đến dự. Do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu trong thời gian qua, tình hình nắng nóng, hạn hán kéo dài, sau đó là các đợt mưa dông, tố lốc, mưa bão diễn biến phức tạp. Đặc biệt do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua đã làm tốc mái 38 ngôi nhà, làm thiệt hại nhiều diện tích cây cối và hoa màu, bị thương 10 người, ước thiệt hại do cơn bão gây ra khoảng trên 900 triệu đồng. Trước tình hình đó, việc tổ chức diễn tập để kịp thời ứng phó với thiên tai để nhân dân biết chủ động các biện pháp phòng chống ứng phó là rất cần thiết. Nội dung của buổi diễn tập được thực hiện qua hai giai đoạn: tổ chức chuẩn bị ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và giảm nhẹ thiên tai do bão lụt gây ra và thực hành ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn. Riêng phần thực hành với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy, lực lượng vận tư, phương tiện và hậu cần tại chỗ, lực lượng tham gia diễn tập đã tích cực chủ động ứng cứu nhanh có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ bão gây ra thông qua các tình huống giả định, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng ngập úng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và sử dụng lực lượng tổng hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
thông qua buổi diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trình độ tổ chức chỉ huy điều hành của chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng chống lũ bão tìm kiếm cứu nạn các cấp, vai trò tham mưu của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tổ chức quần chúng trong nhân dân, xử trí tình huống thiên tai, bão lũ có thể xảy ra trên địa bàn, đồng thời bổ sung điều chỉnh kế hoạch, phương án, phòng chống lũ bão tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ gây ra phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, năm 2015, huyện Tân Lạc sẽ có 3 xã về đích nông thôn mới là Phong Phú, Địch Giáo và Xã Tử Nê. Đến thời điểm này, 3 xã trên đã cơ bản đạt 19 trên 19 tiêu chí và đang trong giai đoạn thẩm định ra quyết định công nhận. Còn với 20 xã chưa đạt, huyện Tân Lạc đang tập trung chỉ đạo và rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định nội dung cần triển khai trong từng tiêu chí để phấn đấu đến hết năm 2015, ít nhất mỗi xã đạt thêm từ 2 đến 3 tiêu chí. Đặc biệt, trước ý nghĩa thiết thực mà phong trào xây dựng nông thôn mới mang lại, thời gian qua, nhân dân các địa phương trong huyện nhận thức được nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, không còn tâm lý trông chờ ỷ lại mà chủ động tham gia thực hiện. Ở các xã, người dân tự giác đầu tư công sức tiền của, cải tạo nơi ăn chốn ở của mình như thực hiện cải tạo vườn tạp, di dời chuồng trâu bò, làm khang trang tường rào, cổng ngõ, dọn dẹp vệ sinh nơi cư trú, tham gia đóng góp tiền công lao động vào xây dựng nông thôn mới. Nhất là phong trào tạm ứng mặt bằng thi công, hiến đất, hiến công, cứng hóa đường giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, trạm y tế, trường học. Tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân. Bên cạnh đó, huyện tập trung huy động các nguồn lực, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn hỗ trợ là 14 tỷ 304 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân được 8 tỷ 309 triệu đồng, đã hoàn thành 6 trên 33 công trình xây dựng cơ bản tại 23 xã. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh những cây que làm cột điện với dây dợ chằng chịt như mạng nhện này đã tồn tại hơn 11 năm nay ở xã Lô Sơn của huyện Tân Lạc. Năm 2004, xã Lô Sơn được ngành điện đầu tư 2 trạm biến áp và cung cấp cho khoảng 60% số hộ sử dụng trong xã, còn lại 40% số hộ ở 4 xóm, gồm xóm Nghệ 1, xóm Nghệ 2, xóm Cúng, xóm Tân Vượng. Đường điện chưa vươn tới để đem ánh sáng về bản. Các hộ đã tự túc đóng góp kinh phí, mua dây dẫn, dựng cột tạm, kéo điện về. Nhưng do quãng đường quá dài cộng với hệ thống dây dẫn không đủ tải, nên điện kéo về đến nhà, có cũng như không. Tối tối là những hộ nào ở xa, ấy, rồi cuối điện, cuối nguồn, ấy, coi như là không có thể ăn được cơm buổi tối. Ấy. Còn tivi chúng tôi là không được xem thế nào. Ban ngày còn quay được thế này, ban đêm chả biết cái gì. Nên là về việc người ta biết đấy. Mỗi cái đồng hồ toàn là cái quạt mô này đấy. Buổi tối nếu mà hôm nào mình thắp sáng hay bóng điện nó không lên là phải toàn đốt đèn dầu ăn cơm rồi cơ. Đấy, đấy điện kia đấy. Không những vậy, với hệ thống đường dây tự kéo, sự nguy hiểm luôn rình rập. Cột điện chủ yếu là cây que, theo năm tháng đã mục nát. Việc đầu nối từ nhà này sang nhà khác rất sơ sài. Đường dây lại chạy qua các cánh đồng, nên bà con rất sợ hãi mỗi khi ra ruộng canh tác. Thưa quý vị và các bạn, sự mất an toàn về điện và tình trạng điện có cũng như không đang là một vấn đề bức xúc trong nhân dân và làm đau đầu các cấp lãnh đạo ở xã Lô Sơn, huyện Tân Lạc. Mong muốn có đủ điện để sinh hoạt hàng ngày đang là nỗi mong chờ của hơn 300 hộ dân. Nếu mà có điện khỏe thì nhà anh có mua sắm nhiều không? Gia đình em điều kiện với chắc chắn là cũng chưa mua sắm được gì nhiều, nhưng mà chắc chắn là được cái tivi để xem tối lại. Quạt nó dễ ngủ hơn thế thôi. Nếu có điều kiện mua được cái nồi cơm để cắm cơm thôi. Sự sợ hãi và niềm khắc khoải được sử dụng điện của bà con tưởng chừng thành hiện thực. Vào năm 2014, một dự án xây dựng mạng lưới điện quy mô đã được triển khai. Thêm 2 trạm biến áp được xây dựng. Cột điện và đường dây được mắc nối đầy đủ. Ai cũng tin là điện sẽ có trong nay mai. Và không ít hộ đã dồn tiền mua sắm trước nhiều vật dụng sinh hoạt như nồi cơm điện, tivi, tủ lạnh.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù đã xây dựng xong hơn một năm, nhưng hệ thống điện đó vẫn chỉ để ngắm. Đường dây cứ mãi nằm trên cao, người dân thì cứ chờ. Đến bao giờ mới có điện, mà chưa biết chờ đến khi nào. Bởi hỏi ai thì cũng chung một câu trả lời, không biết. Chủ đầu tư cũng bảo như vậy, hiện nay nguồn vốn đang khó khăn, các thứ vân thì chúng tôi cũng không biết nói làm sao. Mà người dân lại hỏi chúng tôi thì không biết hỏi ai, thì hỏi chúng tôi cũng biết là kiến nghị lên chỗ như vậy là chỗ huyện. Sau đó về trả lời bây giờ là cái này chúng ta cũng không nên nóng vội, đây là của như vậy cấp trên giải quyết, chúng tôi chỉ biết trả lời như thế thôi. Nhìn năm ngoái là bảo là dịp mùng 2 tháng 9 năm ngoái là được, nhưng mà từ mùng 2 tháng 9 đến mùng 2 tháng 9 năm nay cũng sắp đến là được một năm rồi, nghe bảo là được nhưng mà đến bây giờ lại cũng chưa thấy có. Có người nói là cuối năm 2015, có người bảo là 2018, thế lâu thế. 11 năm chờ đợi có nguồn điện ổn định, và giờ người dân nơi đây lại vẫn phải tiếp tục chờ. Cũng may là nhờ có cột điện bê tông mà một số hộ đã gửi dây điện nhà mình vào đó. Dù sao cũng an toàn hơn là mắc vào cây que. Được biết trong đề án xây dựng nông thôn mới của xã, dự kiến sẽ được hoàn thành nông thôn mới vào năm 2015. Vì yếu tố không có điện nên sản xuất kinh tế tại địa phương bị ngưng trệ, kém phát triển. Hệ lụy tất yếu là chỉ tiêu hoàn thành nông thôn mới của xã đã trễ hẹn, phải chuyển sang giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, với một xã nhạy cảm về tôn giáo như ở Lỗ Sơn, rất cần các cấp các ngành quan tâm đầu tư tiếp, sớm đưa lưới điện vào phục vụ nhân dân. Thưa tản bố mê tản em muốn mang long tản năm khanh ni, cái phong trào cá dân xây dựng cái cuộc khủng văn hóa, xây dựng cái nếp khủng văn minh của huyện Tân Lạc, tả án triển khai hôn khắp tản cấp ủy đảng chính quyền, thủ tướng tản cơ quan ban ngành đoàn thể tả rất quan tâm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tiêu bơi đi nhân án cái sự đồng thuận của hết thấy mọi mình. Nhờ cái đỉ mà phong trào các dân đoàn kết xây dựng cuộc khủng văn hóa của huyện Tân Lạc tả tao cái hiệu ứng tích cực, dòng lại cái kết quả thiết thực, góp phần thay tối cái bộ mặt của quê Mường. Tân Lạc ở cái cửa ngõ của vùng Tây Bắc có quốc đô khẩu quốc đô Mường Hà Bê đi qua. Huyện Tân Lạc có từ thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, giao lưu hàng hóa, phát triển du lịch. Là theo cái phương châm báo lưu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chọn lọc tản cái tinh hoa văn hóa đương đại, tấm mà xây dựng tản kê cá nhân, tập thế với công đồng mòn phát triển cái nếp khủng một cách phong phú, đa dạng, lành mạnh, phục vụ cho cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quyền Mường. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng cuộc khủng văn hóa, xây dựng cái nếp khủng văn minh quốc huyện, tả xây dựng, triển khai là cái phong trào phù hợp với cái yêu cầu nhiệm vụ của quyền Mường theo từng giai đoạn. Tì tàu lòng cái phong trào xây dựng nếp khủng văn minh, phái bô tỉnh, cái quê ba của Sa Tinh Hề. Quê có tổng khổ 135 lỗ ở nhà, với khênh 440 mòn. Mòn hà ở quê luôn đoàn kết, là thối tận cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghiêm túc chấp hành tận cái quy ước, hương ước của quê, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Cho tỉnh Can Nì, quê có 30% lỗ ở nhà, lông cần, chủ yếu là lông bưới. Với tổng diện tích lên tỉnh khênh khẩu 10 hectare, 30% là cán bộ hưu trí, công nhân viên chức nhà nước, 40% của ô nhà kinh doanh dịch vụ. Kinh tế của quê ở mức khá, thu nhập bình quân tạt 20 hạt liêu đến 1 mòn 1 năm. Theo ban quản lý của quê, với từ năm nay, xóm luôn đạt từ cái thành tích nổi bật, lòng cái việc là theo khẩu nội dung của cuộc vận động, cá dân đoàn kết xây dựng cuộc khủng văn hóa, thực hiện nếp khủng văn minh. Chính cái đỉ mà từ năm liên tục, quê án công nhân ở làng văn hóa, từ bằng khen, giấy khen của tản cấp trao tặng. Ngoài tha,
cái việc phát triển kinh tế giúp hà xóa an toàn khó án huyện Tân Lạc, nhất là chú Long bởi cái việc xây dựng tản cái mô hình sản xuất, tản cái hình thức khuyến nghề lập nghiệp thi đua là giàu chính đáng. Huyện chú Long phát triển bớ hôn từ cái mô hình dọn lại cái hiệu quả kinh tế cao, như là phát triển cây bưởi to, bưởi tà sen cho thu nhập 700 triệu đồng lên 1 hecta, mô hình túc lu vô béo đã góp phần nâng cái thu nhập bình quân lúc mol năm 2014 là 23 triệu đồng một mol một năm. Tỷ lệ của ô nhà tổ khó giảm xuống 17%, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,5%. Ngoài tha tận đoàn thế xã hội trong huyện y có từ cách là lúa, như là hội nông dân giúp hà là giàu lòng sản xuất bằng cách dọn cái giống lúa lai. Ngoài tha tận đoàn thế xã hội trong huyện y có từ cách là lúa, cái như hội nông dân giúp hà là giàu lòng cái việc dọn cái lo lai lấy lại năng suất cao bao việc làm mùa màng, tận dụng cái nguồn quỹ hỗ trợ cho mon hà xây dựng cái mô hình túc dê, túc ngàn, tiêu biểu hơn là cái hoạt động của hội phụ nữ bởi cái việc học tập là theo lời bác, thực hành tiết kiệm giúp hà phát triển kinh tế xóa đói khó. Bước năm 2011 đến năm 2015, ta xây dựng án khẩu trăm tố phụ nữ tiết kiệm bởi tống khổ thiền là khẩu tí khẩu trăm đâm bậc khám tiêu tùng, giúp đỡ án lên 2.200 hội viên khó khăn có vốn là ăn. Cái mô hình đâm không ba sạch của Uốn Mang Phụ Nữ đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ môi trường, là thốt tận cái bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên Bang Đĩ, ban chỉ đạo phong trào, y nhất là chú Long tiến cái phong trào xây dựng ô nhà văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, việc nâng cao ý thức tư giác, ở môi một lỗ ô nhà, trong việc xây dựng phong trào, cá dân xây dựng cuộc sống văn hóa, án nông lên nhất là từ mọi hàng nghiêm chính chấp hành chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, giữ gìn nền nếp của môi một lỗ ốt nhà, tiếp thu tản kỹ yếu tố văn minh, tá ti tản kỹ hữu tục lạc hậu. Có 100% lỗ ốt nhà đăng ký là lỗ ốt nhà văn hóa. Năm 2014, cá huyên có 76% lỗ ốt nhà, đạt cái gia đình văn hóa, 172 làng văn hóa, khẩu 11 lên 239 làng, dư vương cái danh hiệu 10 năm liên tục đạt chuẩn văn hóa, 114 cơ quan đơn vị văn hóa đạt 77%, 52 cơ quan đơn vị án biểu dương khen thưởng. Cùng với cái sự phát triển kinh tế xã hội, cuộc sống vật chất án cải thiện, cuộc sống tinh thần của mon hà y ngày càng án nâng cao, gắn với cái nhu cầu hướng thụ sáng tạo văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, án phát triển hôn khắp với cái phong trào rèn luyện thể thao, tả tuyến tròn án từ vận động viên tham gia tận giải đấu của tận cấp với tạt án cái thành tích cao đến can nỉ hết thấy mò tham gia luyện tập thể thao thường xuyên cô huyên là 22.150 mò huyên tả là thốt cái việc xã hội hóa xây dựng tận cái cơ sở vật chất cho tận cái hoạt động thể thao, tôi mở khuyến khích tận tổ chức cá nhân đầu tư phát triển cái phong trào từ câu lạc bộ án thành lập hoạt động có hiệu quả như là câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ dân sinh, câu lạc bộ bóng chuyển hơi vân vân. Một trong tận cái nội dung quan trọng chẳng thế chẳng vô tình là cái việc xây dựng nếp sống văn minh trong cái việc tang cưới lễ hội mon hà tại là thốt thành cái quy ước hương ước của quyền với của chính quyền cơ sở. Tản kinh nghi lê thủ tục án rút bản ti là vừa trang trọng tả lại tiết kiệm từ đám cưới tả tá ti tản kinh thủ tục như là thách cưới cao chứ tổ chức tiệc ngoạch nhanh đơn giản. Bởi cái việc tổ chức tản kinh lê hội, ban tổ chức chủ trong quảng bá về văn hóa ẩm thực du lịch ở tản lê hội, cái công tác vệ sinh, công tác an ninh lướt lòng với khảo lê hội, kể quy định tản kinh điểm ngõ xe cho đại biểu, cho khách tham quan, cho mọi mình một cách có hệ thống, có trật tự. Điểm bãi hàng của mọi hà y án quy định cụ thể, ban tổ chức lễ hội nghiêm cấm tản cái hành vi trá hình, tức mà thu lợi nhuận bất chính của tản tập thể, cá nhân khi mà tham gia lễ hội. Có thế khẳng định cái việc triển khai có hiệu quả cái phong trào các dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa là theo cái nếp sống văn minh của huyện Tân Lạc,
tả có cái sức lan tỏa hơn khắp, phát huy cái tính chủ động, sáng tạo của mỗi mùa mò tập thế trong cái việc làm mùa màng, bài trừ thành cái tệ nạn xã hội, xây dựng cái môi trường văn hóa lành mạnh, đánh dấu cái sự chuyển biến tích cực, nguyện cái ý thức cộng đồng, gắn kết tận rủa ở nhà, tạo cái động lực cho mọi hà phấn khởi thi đua làm việc, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống lành mạnh, góp phần xây dựng phát triển huyện Tân Lạc văn minh, giàu thốt, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.